Thì là bây giờ đang vô cùng là xúc động bởi vì Nhi đi hát đã 10 năm rồi, năm nay là năm thứ 11 của mình. Và đây là giải thưởng cống hiến đầu tiên mà Nhi nhận được ở trên tay của mình. Giải thưởng nhân giá của cống hiến giải thưởng ca sĩ của năm. Và xin được cảm ơn ca sĩ, cảm ơn rất nhiều ạ. Thưa quý vị, thế là một cuối cùng sống ở trong vòng tay yêu thương của các khán giả và đặc biệt là những khán giả có mặt tại hội trường. Và đây là một cái giải thưởng mà Nhi thật sự là Nhi đã trông chờ từ rất là lâu rồi, và ngày hôm nay thì Nhi đã được sở hữu nó, và nó sẽ là một một sự cố gắng của Nhi nhiều lần hơn nữa để Nhi có thể xứng đáng với giải thưởng danh giá này. Được làm việc là một cái niềm cảm hứng vô cùng lớn đối với Nhi, và Nhi nghĩ rằng là cống hiến không chỉ là một ngày hai ngày mà sẽ là cả một quá trình, và nó sẽ còn được kéo dài nữa khi mà Nhi vẫn còn niềm đam mê rất là cháy bỏng ở trong người đối với cái ngành nghề mà Nhi đang theo đuổi, và đó là cả một ước mơ của Nhi ngay từ thuở bé. Và Nhi nghĩ rằng là những cống hiến của Nhi trong thời gian vừa qua thật sự là nó cũng chưa là bao so với lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác. Tuy nhiên thì Nhi rất là cảm ơn vì mọi người đã yêu mến và ghi nhận sự cố gắng và đóng góp của Nhi ạ. Thật ra thì Nhi không hề tiếc nuối, bởi vì là thật sự là được mọi người yêu mến và biết đến chương trình đã là một cái sự thành công rất là lớn đối với Đông Nhi rồi. Bởi vì là như quý vị và các bạn cũng thấy rằng thì có rất là nhiều các chương trình live show diễn ra trong năm nay, và rõ ràng rằng là tất cả những nghệ sĩ khi mà bắt tay vào thực hiện một chương trình, ai cũng tâm huyết, ai cũng cố gắng 100% sức lực của mình để mà mang đến cho quý vị khán giả một chương trình ấn tượng và tuyệt vời nhất. Cho nên là Nhi cảm thấy rất là vui khi mà năm nay đặc biệt là có rất là nhiều các live show đã được diễn ra. Điều đó chứng tỏ rằng là khán giả của mình đang được ngày một phục vụ nhiều những món ăn tinh thần chất lượng hơn, và Nhi hy vọng là năm sau sẽ còn nhiều live show được tổ chức hơn nữa. Cũng